Khuyết điểm của em thì ở đây em cũng muốn khai thật với bạn gái trước. Em có sử dụng 3 chất kích thích, và em nghĩ là cái chất kích thích này chắc là các bạn gái cũng sẽ không thích lắm. Chất kích thích đầu tiên đó là cà phê. Một ngày em phải uống ít nhất là 3 cữ cà phê là ít nhất. Rồi em thua chị, chỉ 5 cữ. Rồi cái chất kích thích thứ hai đó là thuốc lá. Một ngày hút. Rồi đi em. Em giới thiệu lớn lên cho mình kia nghe nha. Bắt đầu. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nữ ở bên. Em tên là Đoàn Hải Hải. Năm nay em 26 tuổi và hiện tại em đang làm việc cho một công ty bảo hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở Bình Phước. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào khán giả và em chào anh. Em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Năm nay em 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên nhân sự cho một tập đoàn. Hãy cho bên đàn gái biết một chút về ưu khuyết điểm của em đi. Dạ, khuyết điểm của em thì ở đây em cũng muốn khai thật với bạn gái trước. Em có sử dụng 3 chất kích thích, và em nghĩ là cái chất kích thích này chắc là các bạn gái cũng sẽ không thích lắm. Chất kích thích đầu tiên đó là cà phê. Một ngày em phải uống ít nhất là 3 cữ cà phê là ít nhất. Trời em thua chị, chỉ 5 cữ. Rồi cái chất kích thích thứ hai đó là thuốc lá. Một ngày hút mấy bao? Dạ, nó sẽ tùy vào em ngồi làm việc ở đâu nữa chị Vân. Ví dụ em ngồi làm việc ở quán cà phê nguyên một ngày, từ sáng đến tối thì có thể là sẽ hết được một bao. Nhưng vậy em thua chồng chị, chồng chị ba bao. Nhưng nếu như em ngồi làm việc ở văn phòng thì một bao đó chắc khoảng 3 đến 4 ngày mới hết. Và chất kích thích thứ ba đó là bia. Tại do tính chất công việc của em thì phải đi gặp khách hàng rất là nhiều. Không biết bạn gái có chấp nhận được 3 chất kích thích đó không ạ? Cái đồ của em mấy lon? Dạ khoảng 15. Thôi ơi, anh nghe anh còn ngại rồi nói chuyện bạn gái. Dạ. Trời ơi, Vân nghe chất kích thích Vân hết hồn, Vân tưởng trời em tưởng là cái gì. Chứ còn thực ra cái này á thì là cũng không có phải là e dè lắm. Chỉ có cái cuối cùng á là 15 lon á thì là mình thấy cái đô hơi. Cho em biện minh một chút được không ạ? Đó là 15 lon khi mà em đi gặp khách hàng và đối tác họ uống thì mình cũng phải uống tới nơi. Cái đô của em là 15 nhưng mà maximum thôi, nhưng mà bình thường tầm khoảng 5-6 chai thôi là em. Một tuần là uống mấy lần? Dạ đó em phải tùy vào khách hàng của em nữa. Nhưng mà bây giờ em cứ trung bình thì một tuần khoảng 4 ngày. Tuần có 7 ngày em uống 4 ngày. Dạ. 3 ngày kia là coi như là người ta uống với em. 3 ngày kia là em dành thời gian ở lại văn phòng để làm việc. Khi xỉn thì em làm gì? Không, khi xỉn thì em đi ráp về nhà và em ngủ cho tới sáng. Ngủ tới sáng. Và em có một cái điểm mạnh đó là dù em uống nhiều cỡ nào, sáng thì vẫn 5 giờ rưỡi đến 6 giờ là em đã dậy và em đi làm rồi. Quan trọng là bạn gái bên kia. Quan điểm của em về ba loại chất kích thích như trên. Ban đầu em nghe em cũng hoang mang lắm. Nhưng mà khi mà bạn giải thích ra rồi thì em thấy cũng bình thường. Em uống cà phê không? Dạ không ạ. Nếu mà em uống cà phê thì thực sự một ngày 3 ly cà phê thì nó cũng phải là ghê gớm lắm. Chắc chắn là thuốc lá em không biết hút đúng không? Dạ không ạ. Nhưng mà nếu như mà bạn này hết một bao thì với cái tuổi này của em thì cũng hơi bị nhiều. Dạ, đó là khi em ngồi làm việc một mình. Và tại vì em thì em rất thích cái sự tập trung cho nên là em sử dụng nó. Còn ví dụ như sau này mà em có bạn gái thì bạn gái sẽ là sự tập trung cho em. Đó không phải là điếu thuốc nữa. Khuyên em thế này là bớt đi. Dạ vâng. Bởi vì anh cũng đã trải qua giai đoạn đó rồi. Những giai đoạn mình còn trẻ, còn sức khỏe đó, mình có thể sử dụng như thế. Nhưng mà càng ngày cái tuổi càng lớn đó thì nó hết sức là nguy hiểm. Một cái hậu quả nó không tốt như sau này. Anh là đã trải qua, anh còn nhiều hơn em luôn. Ưu khuyết điểm của em đi. Dạ. Trước tiên thì em nói về khuyết điểm của em trước ạ. Tính cách của em hơi nhút nhát, em nghĩ là em hơi nhạt. Còn về ưu điểm của em thì em là một người quyết đoán, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình trong nhiều việc. Em có thể làm cho người ta thoải mái tự tin khi mà đi với mình á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh, trước giờ thì em có 2 mối tình rồi. 2 mối tình? Dạ. Mối tình đầu thì được khoảng 1 năm rưỡi, là mối tình thời em còn đi học thôi. Mối tình thứ hai thì chỉ là mối tình yêu đơn phương, kéo dài 2 năm. Và bây giờ bạn đó đã có người nâng khăn sửa túi rồi. Một cô gái xinh xắn thế này không có nghĩ là có mối tình đơn phương đâu. Nhiều lắm chứ Linh, Vân hồi đó cũng có tình đơn phương đó. Mà người đó không bao giờ biết đâu. Tại vì Vân không thích nói. Em chắc cũng vậy, em không nói ra cho nên người ta không biết được. Em chỉ sợ là nói ra xong người ta chạy đứt dép thôi. Em trai, em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng giống bạn gái ở bên, em cũng có 2 mối tình. Và cũng có một chút trùng hợp với bạn gái thì em cũng có một mối tình đơn phương. Sau cái mối tình đó thì em cảm giác em có lỗi gì không? Em có thiếu sót gì không? Thiếu sót của em có thể là từ trước đến giờ trong tất cả các mối tình của em thì có thể là em đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Đó. Cái điều này hết sức là quan trọng trong tình yêu. Nhớ nha, mối tình này phải chăm sóc. Hiện tại thì em muốn tìm một người yêu mẫu hình lý tưởng thế nào? Đầu tiên phải là phù hợp với con người em. Và chiều cao thì 1m68, nặng 58 trở lên là được. Tại vì em thích 68. Với lại đó cũng là tiêu chuẩn BMI của quốc tế. Bạn bên kia là mét mấy? Dạ em 1m68, 63 kg. Em cố gắng nặng 5 kg nữa đi em. Ở đây có thể là em nói ra thì nó lại có một cái sự trùng với bạn gái ở bên. Thì em cũng rất là thích số 8. Giống như số điện thoại của em cũng là số 8 đuôi. Và kể cả số tài khoản em cũng lựa có những số 8. Thì mẫu người lý tưởng của em thì em thích một người phụ nữ dịu dàng, giống như chị Ninh Dương Lan Ngọc chẳng hạn. Nói chung là hai bạn cũng có những cái sự trùng khớp với nhau. Bây giờ mình hỏi người thân cái đi. Em trai đi với ai? Em thì ngày hôm nay em đến đây cùng với sếp của em và bạn thân của em. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng các anh chị khán giả. Em thấy bạn gái rất là xinh xắn, dễ thương. Hãy nên cố gắng để tìm hiểu để hai bạn có thể nếu có duyên thì sẽ thành đôi với nhau, thì đó là điều rất là vui. Hãy cũng nên giảm bớt công việc lại để dành thời gian để tìm hiểu thì nó sẽ tốt hơn cho hai bạn. Cảm ơn em. Dạ thưa chị, hôm nay em đi với hội bạn thân của em. Xin chào chú Quyền Linh cùng cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả đang trong trường quay này. Thì cũng chào anh trai bên kia. Thì em tên là Thiện. Thì bản thân Thiện thấy là anh trai bên này khá là trưởng thành, trầm tính cũng như là biết cách lắng nghe. Lúc nãy Mai có chia sẻ là cái điểm hạn chế của Mai là Mai hơi nhút nhát. Điều đó tạo cho Mai cái sự gọi là duyên dáng đấy, làm cho đồng nghiệp cũng như là các bạn yêu mến Mai nhiều hơn. Cũng mong là cái cảm xúc đầu tiên của hai bạn nó có để mà mình cùng bấm nút và trao cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cái điều quyết định còn lại thì ở hai bạn. Rồi bây giờ hai bạn sẽ gặp nhau nha. Mở rào. Hôm nay em có một món quà tặng em. Món quà đầu tiên đó là một loại hoa hướng dương. Thì luôn chúc em lúc nào cũng sẽ tươi tắn như hoa hướng dương và hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất. Rồi, anh ơn em. Và một cái món quà thứ hai nữa, đó là thứ em có thể sử dụng nó mỗi buổi sáng trước khi em đi làm. Và hy vọng nếu mình có duyên thì hết cái ở trong này thì mình có thể làm về với nhau. Anh tặng em. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Đây là một chiếc áo sơ mi. Cảm ơn em. Em nghĩ là nếu như mà mình có duyên với nhau thì lần đầu tiên hẹn nhau thì anh có thể mặc chiếc áo này. Wow, màu đen. À, màu rất là thích. Thích không? Dạ em thích ạ. Đó, dạ. Điều gì có điểm chung, em mở này ra thôi. Rồi, có đúng hoa. À, nước hoa thì đúng sở thích của em. Đúng sở thích hả? Dạ, tại vì em thích ra đường là phải thơm. Hiện tại em làm việc cũng nhất hả? Dạ. Anh thì văn phòng của anh ở Bình Thạnh. Thì thử ra tuần mình hẹn hò nhau mấy lần ở đâu đó. Chỉ cần em muốn thì ở đâu anh cũng có thể tới. Kiểu có một câu là chỉ cần em muốn hẹn hò, người xinh cảnh đẹp, cuộc tình anh lo, đúng không ạ? Ok. Ví dụ như mình có duyên với nhau thì anh muốn một tuần là mình sẽ gặp nhau bao nhiêu lần? Trước đây giống như anh chưa có người yêu thì anh thấy anh chuyên tâm vào công việc của mình. Nhưng hiện tại khi em có người yêu thì anh sẽ chủ động. Giống như là có thể là những ngày em bận đi thì anh sẽ hỏi em trước. Nếu như mà em sắp xếp được thì mình sẽ gặp nhau sau giờ làm. Hoặc là có thể trưa mình còn đi ăn trưa với nhau, hoặc là buổi tối. Em cũng có một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh. Anh cảm thấy em như thế nào? Em thì giống một cái mẫu người anh thích. Đầu tiên là nhẹ nhàng. Anh thích một người làm việc văn phòng và em cũng như vậy. Nếu như trong thời gian tới mà anh với em mình cùng tìm hiểu nhau và cả hai cùng có những cái điểm chung với nhau thì mình sẽ sớm về chung với nhau, nếu như cả hai cùng nhìn được cái con đường xa cho cả hai. Nếu như mình là nhân viên của nhau thì mình có thể tìm hiểu khoảng 3 năm. Okay. Thì khi em tròn 28 tuổi mình đăng ký kết hôn là okay. Vừa đẹp. Ok, anh có thể chấp nhận. Số 8 nữa, cưới ngày 8 tháng 8 năm 2028. Bây giờ hai bạn hát cái đi. Dạ, anh có thể giúp đỡ em, anh hát trước được không ạ? Em mới có cảm hứng hát tiếp. Ok, thì anh cũng muốn tặng em một đoạn thôi được không ạ? Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những điều hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buông. Anh sẽ cố làm tất cả, anh sẽ không bao giờ như thế. Em sẽ... Được mà. Em hát không được hay rồi. Được mà. Dạ. Có thể cho em mượn chai nước để em hát cho nó giống. Em thấy là em chai nước gì? Em lấy cái chai dầu thơm á. Làm bi luôn. Em xin hát bài Vì Đó Là Em. Bài này là ngày xưa mà ba em hay đánh đàn guitar cho mẹ con em nghe. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em băng ngang mây biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Hay mà. Hát hay nhất là cầm chai dầu thơm hát á. Dạ. Chúng ta đã trò chuyện một thời gian cũng khá dài. Bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm. Bấm nút bằng cả trái tim của mình, không bấm bằng bất cứ điều gì các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 2 rưỡi 3. Như vậy là các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Em xin phép gia đình cho đặt một nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt hôm nay. Con xin phép hai bác ở nhà cho con được hôn Mai. Đẹp lắm, một cô gái rất là hiền, ngoan, dễ thương, một chàng trai rất là năng động. Anh nghĩ rằng hai đứa bổ trợ cho nhau để tạo thành một cặp đôi hoàn hảo hơn trong cuộc sống nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Gia Kio trên toàn quốc. Gia Kio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến 2 bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, giữ cái áo này để nhớ mặc cái bữa hẹn hò đầu tiên. Mình nhớ sức cái mùi này bữa hẹn hò đầu tiên luôn nha. Vâng. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ em tên Phương, quê ở Long An. Hiện tại em mới vừa tròn 30 tuổi. Mới vừa tròn 30 tuổi ha, Phương, Long An. Rồi mình đợi đón xem bạn nam của mình. 30 tuổi tròn do. Tròn. Mời bạn trai. À, nghệ sĩ quá ha. Bạn tên gì? Em tên Minh ạ. Minh. Dạ. Ở đâu? Ở Thủ Đức anh. Thủ Đức. Làm nghề gì? Cái nghề kinh doanh ạ. Minh nhiêu tuổi? Vừa bước qua tuổi 30 chị Cát Tường. À, vậy là mình xứng đôi với nhau rồi ha, bằng nhau ha. Đi đâu bạn cũng thích cái đàn vậy đó hả? Nay có dịp quan trọng mới đem theo anh. Quan trọng không? Quan trọng với anh, chuyện cả đời mà anh. Mình thì sao? Bạn nói rõ hơn công việc mình lại một chút xíu. Dạ, hiện tại em đang làm kế toán của một công ty. 30 tuổi, chắc bạn cũng đã có vài mối tình rồi chứ? Dạ, cũng vỏn vẹn có 2 mối. Vỏn vẹn 2 mối, mình sau cùng mà mình ở không tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ, 2 năm. Bạn có năng lực gì đặc biệt? Dạ, em ưu điểm thì nói chung là tôi nói là cũng chịu khó. Chịu khó. Còn khuyết điểm thì đôi khi cũng hay nóng, lúc nắng lúc mưa vậy. Nóng là sao mà nắng mưa là sao bạn? Giống như ví dụ như lâu lâu mình có chuyện buồn mà ai mà lại ghẹo ghẹo rồi cái mình cặp tính vậy. Bạo liền ha. Nhưng mà xíu hết. Có nghĩa là cũng thất thường tùy theo thời tiết, tùy theo người đối diện đúng không? Dạ. Cái này cũng hơi căng á, để chiều những phụ nữ nắng mưa thất thường thì cũng mệt lắm á. Anh kia anh chịu nổi không? Anh thấy con gái mưa nắng thất thường rồi có mệt không? Chắc em chịu được. Chịu được hả? Hồi đó giờ chịu mưa nắng thất thường mấy lần rồi? Một lần rồi anh. Một lần. Anh đã từng cua gái bằng cái đàn này mấy lần rồi? Dạ, chưa lần nào. Đâu thử mình dạo qua cái để lấy cảm tình cái coi. Đúng rồi. Mời anh. Dạ. Cho phép em kết hợp với harmonica luôn. Vừa đàn mà vừa thổi harmonica. Em gửi tặng đến quý vị khán giả trong trường quay cũng như trên đài truyền hình, như bạn gái ngồi bên cạnh, một bài hát tên là Lời Yêu Thương. Nhìn về trên phố phố có cô em tung tăng lại mọi người hoa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em chân cho anh mơ vòng, anh muốn được cùng em về một vùng vắng. Mình sẽ gặp như ngày đẹp nắng, dưới bóng cửa là nơi sẽ nói yêu em, và khi nói những lời yêu thương đã từ lâu đến trong lòng hoài. Mình muốn được cùng em về vùng yên vắng, mình sẽ gặp như ngày đẹp nắng, dưới bóng cửa là nơi sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu đến trong lòng hoài. Chưa bao giờ đi cô gái bằng đàn hết chứ phải không? Dạ chưa. Hay quá. Ôi sao bạn hát mình nghe búa xua luôn. Cái này rung quá sao? Rung quá hả? Đàn dạ. Một nẻo hát một nẻo. Sao toát mồ hôi trên trán hết trơn vậy trời ơi con nè. Ôi sao vậy? Rung quá sao bị rối á. Mình tập cái bài này lâu chưa? Dạ từ cũng 3 tháng vậy. Là quyết chí hôm nay lên tặng bạn gái đó hả? Dạ. Cái này là ưu điểm của anh đó hả? Dạ. À, vậy còn khuyết điểm của anh là gì? Hơi hiền quá, dễ bị ta hiếp. Thôi mình sẽ không ăn hiếp bạn ha. Mình về nhưng mình sẽ ngưỡng, mình sẽ tôn vinh cái tiếng đờn tiếng hát của bạn. Cảm ơn. Hứa sẽ nói vô, bạn rất là dễ thương. Dạ. À, lau bớt mồ hôi đi để trời ơi quá trời rồi. Dễ thương lắm em ơi, tự tin tao nói đờn vừa hát hay. Nè, đỡ cái kèn móc vô miệng nha, thổi ra hơn hát hay lắm luôn á, chịu không nổi luôn. Em thấy sao? Nãy giờ em cảm nhận sao? Dạ, em thấy cũng đập á. Nãy anh nói ưu điểm khuyết điểm của anh rồi, bây giờ mình cũng giới thiệu cái ưu điểm khuyết điểm của mình là rồi, thì mình có đưa ra cái chuẩn người bạn trai của mình như thế nào? Em chỉ cần dễ nhìn là được. Anh quá dễ nhìn luôn. Bạn trai phong độ này mình là bạn Cận hả? Dạ, bữa giờ em ngưỡng mộ nhan sắc của chị Cát Tường nha, mình lên lâu lắm rồi nên em muốn nhìn tận rõ là em bắt nhìn ảnh đi đó. Rõ chưa? Em ngưỡng mộ lâu lắm á. Cảm ơn em. Nhìn anh đẹp không? Xíu xíu mà, tức là xấu quắc đúng không? Anh đỏ mặt không? Thấy mờ mờ không? Không thấy trai định rõ. À, có duyên vậy thôi. Anh đây thật sự anh hiền lắm. Anh nhát rung nữa bây giờ một hồ kề đổ ướt áo. Đừng có ép anh quá nha. Ép quá anh khóc á. Rồi anh bên đây anh cảm nhận thế nào về cái giọng nói của cô gái bên kia? Dạ, nó truyền cảm anh. Cái truyền cảm đúng không? Anh có đưa ra một cái tiêu chí nào khi chọn bạn gái của mình không? Dạ, giọng nói em là thích nhất ạ. Thích nhất. Dạ. Nhưng tiêu chí của anh là về ngoại hình, về tính tình như thế nào? Hiền chút anh, như em vậy đó. Giữ hơn không được anh, giữ hơn. Ủa sao vậy? Dạ, hiếm sạch. Phải hiền hơn hoặc là cười như em là được rồi. Gia đình nó khó khăn lắm không? Khi mà anh chọn một cái cô gái về rồi có gia đình có góp ý hay là có đưa dạ không? Mẹ đồng tình dữ lắm, mẹ cũng muốn em tìm có bạn gái cho nên là mẹ đồng tình. Hôm nay có mẹ đây không? Dạ có. Có hả? Rồi. Mẹ đâu bạn? Dạ mẹ ngồi dưới. Rồi chào bác ạ. À. Cô Cát Tường với Quyền Linh. Dạ cô ơi, cô thấy là bé này thấy có phù hợp với con trai của cô không? Phù hợp thì chắc rồi mà sợ cổ không bận lòng. Sao vậy? Con trai mình dễ thương mà, dễ thương mà nhát lắm mà nào giờ chưa có quen bạn gái, mới đây là lần đầu tiên thôi. Dạ không sao đâu cô, con với anh Quyền Linh nói vô cho. Nhưng mà cô thấy là làm dâu vậy cô thấy ổn chưa? Thấy cũng ổn mà không biết là có thành công không, cũng hơi nao nức hy vọng lắm. Đi hai mẹ con thôi, người nào cũng run hết trơn. Dạ, cô cũng run nữa hả? Đi thì nào giờ nó không có dắt bạn gái về nhà nữa. Rồi hiện cái năng nỉ nó đi tìm cách đi, nó đứng nói mẹ làm quen giùm con đi, có nhiều đó nó nói hoài. Dạ. Bây giờ nghe nó nói nó đăng ký ở đây rồi cũng mừng quá suối nó hoài luôn. Mà cô muốn người con dâu của cô là người như thế nào? Hiền là được rồi, đừng ăn hiếp nữa. Rồi bây giờ em nói với cô vài lời đi. Cô nói như vậy đó, đừng có ăn hiếp con trai của cô. Để em nói chuyện với cô đi. Thông thường người ta nói người miền Tây chất phác thật thà lắm. Con cũng nằm trong số đó cô. Cũng hy vọng vậy, cũng gần cũng cùng xứ rồi. Ủa ở Long An luôn hả cô? Không có, giờ thì làm ăn ở thành phố chứ quê ở Mỹ Tho. Dạ gần. Nếu mà ưng ý thì cô cho đôi trẻ khi nào cưới nhau được vậy cô? Để tùy theo tụi nó chứ biết sao nữa. Dạ vậy là ảnh đặt đâu cô ngồi đó ha. Dạ cảm ơn cô. Trước khi hai người nhìn nhau thì bạn cũng nói là cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai của mình? Em không thích người đàn ông gia trưởng. Có gia trưởng không? Không. Dạ không, em thì có hút thuốc không? Không hút thuốc. Bụng lưỡng phệ quá. Bụng phệ hả? Có bụng phệ, bụng anh Quyền Linh. Giống anh Quyền Linh thì được. Quyền Linh là phệ đó. Em nhìn đâu có phệ đâu. Không, cái anh này đẹp trai hơn anh Quyền Linh, yên tâm đi. Còn gì nữa không bạn? Hiền với lại thật thà được. Rồi vậy là đạt chuẩn hết rồi. Bây giờ cho nhìn nhau đi Linh, đạt chuẩn hết rồi đó. Chúng ta sẽ gặp nhau. Kéo màn lên. 2 phút để nhìn nhau. Bắt đầu. Chào bạn. Chào bạn em. Như bạn thì bằng tuổi mà. Bạn quan điểm như thế nào về tình yêu? Mình chỉ cần người đó chân thật với lại nói chung là hiếu thảo với cha mẹ được vậy. Ở đây có hết rồi đó. Mình nhìn bạn mình có cảm tình lắm á. Cảm ơn bạn. Còn bình thường ví dụ như mà cái mối tình của bạn kéo dài khoảng được bao lâu? Do hoàn cảnh thôi. Nếu mà công việc không gây áp lực cho mình thì mình sẽ dành rất nhiều thời gian cho bạn gái của mình. Tại vì mình thấy cái từng giai đoạn ưu tiên, có nghĩa là trước kia mình ưu tiên công việc nhiều quá đi, bây giờ mình sẽ bù đắp lại những thời gian đó có thể dành cho người bạn của mình. Người bạn vậy là quá ngút rồi đó. Bạn nhìn mình bạn thấy sao? Cũng dễ thương. Cảm ơn bạn nha. Không, mình nói thiệt mà. Thiệt hả? Nãy giờ nó xạo. Vậy nãy giờ mà nó xạo không hả? Gì mà nãy thấy anh hùng lắm sao giờ ngồi cái vặn tay vặn chân hoài vậy? Thôi hết giờ. Nghĩ kỹ nha, chúng ta có 2 phút để sẽ nói chuyện rồi. Bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ có đồng ý bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. Chị nhấn đâu hả chị? Đây. Đây. Suy nghĩ kỹ nha. 1 2 3. Sao mới có 2 bạn đã nhấn nút rồi? Định luôn cho nó nhanh gọn chưa? Cho bạn nói gì với bác hồi với đi. Nếu bây giờ tụi con đồng ý hẹn hò bác có cho phép không bác? Dạ cảm ơn bác. Bác chưa nói gì cho cảm ơn gì. Cái nụ cười biết. Chỉ cần nụ cười là biết. Trời ơi, nắm tay nhau. Đủ bác mới cười á. Không. Này, ta đã cho là nắm tay nhau đi. Đây, mình thay mặt chương trình tặng hai bạn cặp vé xem phim. Cảm ơn chị. Mình cũng được. Được luôn hả? Nhưng mà mỗi lần nhậu xong thì sao nè? Mình có về được tới nhà không? Rồi mình có xỉn không? Có quậy quọ gì không? Dạ, nhậu xong thì kêu xe trở về. Siêu xe trở về. Nhậu mà tới nước kêu xe trở về luôn á. Còn bây giờ đâu có lái xe nữa. Lái xe thì sao không? Khổ. Nhưng mà nhậu xong có xỉn không? Xỉn không? Dạ, có quậy không? Cứ cần uống thì với bạn bè chút xíu không về, chuyện nói chuyện không đi. À, chứ không có để xỉn ha. Đó, nhậu vậy. Không có lại được ha. Rồi, vậy thì còn Huy thì sao, mong muốn có người yêu như thế nào nè? Dạ, em mong muốn bạn gái em là tính tình vui vẻ. Dạ. Hoạt bát chút xíu chị, biết buôn bán. Biết buôn bán ha, hoạt bát ha. Biết buôn bán không? Buôn bán được thôi. Làm nhân viên văn phòng biết làm khâu nào? Xem. Làm xe hả cưng? À đúng rồi. Quá được đó. Ngon là. Rồi giờ lấy vợ gì chứ lo hỏi là đâu? Dạ nếu lấy vợ bây giờ gì cũng đâu. Làm dâu đúng không? Dạ không có cần làm dâu nhưng mà có cái hàng riêng. Dạ được bạn. Hàng riêng luôn. Ngon quá. Là nhà riêng của em luôn. Dạ nhà mướn à. Hàng riêng thì cha mẹ ở. À tức là muốn nhà làm cái hàng riêng. Dạ. Rồi nhà thiếu người bán. Thiếu người bán. Dạ. Rồi lấy vợ về bán hay lấy vợ về để sinh con? Dạ lập gia đình thì chứ chắc phần sinh con thì chắc khó. Thì lấy vợ về để bán nó dựa, còn em thì không bán bên ngoài. Vừa lấy vợ về để bán để sinh con đúng không? Vậy có vườn ruộng gì với Long không? Dạ chỉ có nhà với cha mẹ ở. Cha mẹ như nói nhà cha mẹ mà. Dạ chứ nhà trong chợ đất vườn. Không đất vườn đúng không? Nhà lại gốc có cà mau nó chuyển hơn. Gần nữa có muốn là không mua cái đất thì gần đi. Hai chồng ở riêng không? Dạ nếu mà làm ăn có dư thì mua. Có dư mua, không dư thôi. Chút mở rào ra hỏi nhà gái thôi có chịu về Vĩnh Long không nghe? Dạ. Với nhà gái là đang ở Đồng Xoài, Đồng Nai gì đó. Rồi, đi Hòa, Đồng Nai. Rồi đi với cha đi. Dạ em đi với cha của em. À có cha nè, nó hỏi thăm luôn. Dạ con chào bác. Dạ con muốn thương là tiền trai hiền quá hả? Trai nó những tánh hiền cũng là cũng có nhậu mà cũng ít thôi. Nó mẹ ăn phải đá bàn à? Đi đá bàn được không sao? Cái rảnh thời gian rảnh thì đây anh, nhưng mà lúc đi làm đi xe đi buôn bán thì đặc biệt là không có nơi sai tiếng này đi nhậu với đó anh. Hai gia đình trong này, hai gia đình có chia hết rồi, không cạnh đâu. Nó kết hợp về sau này để bây giờ thấy nó ế quá không biết sao. Trời đăng ký à, tụi đăng ký đó. Ủa vậy đó hả? Đó, tụi đăng ký rồi. Mà ký cho con luôn hả? À, phương xe nó bấm là đăng ký chứ. Bấm để xuyên mình. Không, có kêu con nó chứ kêu ba nữa mệt nữa. Không, thật ra là mệt quá. Giao tiếp cũng yếu, thành ra là bây giờ sẽ tìm thường mười lại. Hoạt bát quá, hoạt bát khó lắm ha. Rồi bây giờ là nhà trai thấy nhà gái kia được không? Dạ cũng chưa gái ạ. Cô gái rất là xinh. Chỉ có hơi bỏ con nhưng mà cái đó thì không có sao nữa, nghĩa là đủ yếu cho hai cháu luôn đó. Nó gặp mặt nhau nó có cái ấn tượng gì đó thì nó tìm hiểu đánh nhau. Cưới liền không? Cưới chắc đâu nhưng mà tìm hiểu được hả là rồi hả là rồi. Cảm ơn nhà trai. Rồi nhà gái mình đi với ai? Dạ đi với bạn. Rồi chào em. Dạ cầm video vô luôn em. Dạ con chào chú Quyền Linh, anh chào chị Ngọc Lan. Nhưng mà đồng nghiệp cũ của chị Khấm thì anh nhận xét một xíu là chị của em thì nó thường là tốt cục mà cũng là người tiết kiệm đó, cho nên em thấy là nó một tính tốt của phụ nữ. Với lại là chị con thì nhỏ con thì cũng học, nhưng mà nó cũng là cái lý do mà chị đã lên đây để tìm người có thể che chở cho chị ấy. Thì con xin nhận xét về anh đây một chút là thì con thấy cũng có công việc ok rồi, về ngoại hình thì cũng được, cũng tốt. Và nhưng mà con thấy anh hơi hiền, không biết là có chị chở không. Rồi về để hai người mà có hợp hay không thì có nghĩa là phải có thời gian, một cái thời gian đủ lâu để chia sẻ, để gặp gỡ với nhau thì mới xác định được cái này có thấu hiểu được hay không. Tại vì gặp nhau trên đây cũng ngắn lắm, sợ cũng không có đủ thời gian tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Nói ra. Dạ. Và bước qua điều gì mà ai đấy thôi. Em nhìn ra quen là 21 tháng. Tại đây nè, ngoài làm chị trai đi. Anh cũng kiểm soát, thằng An là thầy cũng biết sát sát anh sáng hiện tại sao? Sao này? Dạ. Còn bây giờ để cho không khí nó đỡ, gọi là mắc cỡ cái hai ba năm sau đó thôi. Đại gia nó cứ đi đứng hát luôn thằng bạn gái luôn. Dạ, nó không được đấy. Nó được lắm, nó cứ còn bạn gái hát nè. Dạ. Rồi. Hát lại đi. Hát bây giờ hai đứa thích bài gì là hát lại đi, hát bây giờ hát chế rồi cũng được hết. Thì chưa đó. Bây giờ hát cháu là 34 rồi mình nhìn nó hát nào. Cho thoải mái đi, thấy căng thẳng quá. Nào, nhìn em gái giờ hát cho thoải mái thằng A thì 3. Cháu là 34 gì đó không biết cùng hả? Không lẽ biết bài nào hả? Biết nhảy không? Hả? Biết hết tất rồi. Biết chơi được một cái tao nào không? Em chỉ có đi đá bóng. Đá bóng giờ đó đấy lùi lừa thì mình được không? Hiểu bóng đó nó suốt không kia. Nè, em trai thật ra là thiếu giờ động cơ thể đó. Về nhà đó mình luyện tập đó, mình đứng trước gương đó mình tập, mình giải phóng cơ thể cho mình thoải mái để mình giảm đúng rồi, chứ mình ít nói quá nhiều quá hả? Nói nhiều chút xíu rồi thoải mái cơ thể xíu nữa ha. Em chủ động nhiều chút xíu nha gái nha. Đó, giờ hát bài nó lại bài đi thì đó. Dạ được. Dạ em hát một câu trong bài chữ nợ chữ duyên đấy. Đúng rồi duyên mình sẽ hát này. Gió mùa thu đã buồn xa xứ, có ai về thì cứ gửi lời thương. Gió mùa hè quá kia lòng hồn cứng, con trong này rứng rứng giọt sầu hương. Gái vào. Dạ có hát karaoke không? Dạ có hát. Hỏi không? Thì Hương hỏi karaoke hát luôn. Rồi, mày mốt là chương trình có karaoke sẵn luôn. Mày mốt là cứ ai cũng hát là đứng lên nhìn karaoke hát nha. Rồi mời hai bạn ngồi. Rồi em. Rồi mày hát để nó thoải mái cho quý vị cho nó. Rồi giờ mình hát đi. Bây giờ nhà trai nói đi, nhà trai phải nói mới được. Nhớ bạn gái tên gì không? Em nhớ tên gì không? Dạ tên gì vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ nhà trai đó nói nhận xét về nhà gái đi, lần đầu tiên gặp nhà gái là thấy nhà gái như thế nào? Có đi ra đây không sợ, có lo được nói đi, em thấy cô gái là sao? Dạ thấy cũng dễ thương. Dạ trời cũng hay ạ. Thấy cũng bằng tuổi nha. Bằng tuổi luôn hả? Dạ thấy 37. À 37. Dạ nãy giờ em nghe nói về anh đó, em thấy anh như thế nào? Dạ kiến tượng ban đầu thì em thấy anh bị kiểm tra ít nói, rất là tính tình cũng điềm tĩnh. Anh có nói rất là thẳng tính đúng không? Nhiều thi cũng có thẳng tính. Rồi em ít nói là dễ cọc tính lắm đó nha. Em có cho cơ hội tính tới. Dạ em nghĩ là cái mình vẫn nên có cơ hội để tìm hiểu nó nhiều hơn. Rồi bây giờ hẹn hò nè, hẹn hò sao? Vĩnh Long với lại Biên Hòa. Đó tính đi. Hỏi đi, hỏi bạn gái là giờ xong chương trình rồi em có cho anh chở anh đi chơi không? Hỏi đi. Dạ nếu không chương trình mình không thể gặp nhau được mà sao? Dạ được anh ạ, tại sắp tới thì cũng nghỉ lễ cho nên em cũng có nhiều thời gian rảnh. Em muốn hỏi anh cái này là tại vì buổi tối á, em có đi học thêm ngoại ngữ á, thì không biết là anh có chịu về vấn đề đó không? Tại vì mấy ngày xưa bạn bè em cũng có nói chuyện vài người, nhưng mà khi biết em mà buổi tối có đi học á, đi học thêm cái này cái kia rồi họ khó chịu, họ không muốn anh đi thật đó. Nói chung là đi học để biết thì những thứ là tốt hay là không có gì. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh ạ. Rồi giờ mình ở Vĩnh Long tính hẹn hò tuần gặp nhau mấy ngày rồi mình bàn với bạn gái để xem. Nếu mà hoàn cảnh nó sao á trời, sắp tới lên nửa tháng anh gặp được lần cái gì. Nói đi, nói với bạn gái đi là nửa tháng anh lên thăm em lần. Nếu mà mình quen nhau thì cỡ nửa tháng một tháng gặp lần được. cũng hơi xa trong tỉnh. Anh chắc được cho là một khu vực từ miền Tây đấy chứ ạ? À, không có gì đâu hè. Cái đó là một nhiệm kỳ nữa. À dạ, thế là vậy là ở những khu vực miền Tây luôn. À nếu mà tới Bình Điền, dạ có Bình Điền. À dạ, vâng. Thế thì hoàn cả điều kiện như vậy thì một tháng gặp nhau được 1-2 lần cũng được ạ. Bình Điền thì em ở Hàng Đô Bình Điền. Chạy hành trái lên tới Biên Hòa luôn, một đường một. Vậy lâu lâu cái cô ấy đi từ Biên Hòa tới thành phố Hồ Chí Minh Bình Điền, em chạy qua Phú Ninh, 2 người qua đây uống cà phê. Bây giờ xin số Zalo trước, mạng xã hội mình còn quen nhau trước, nói chuyện nhau tâm sự nhau nha. Dạ. Được không? Vậy được không? Có được, nếu mà mình thấy hợp với nhau thì biết rồi mình lên mình khóc. Không cái mình hòa bây giờ điểm lâu chơi. Coi cái tiệm hải sản mình sao được không? Ngày xưa là lâu, ngày xưa là xích quý. Dạ, nếu có dịp thì anh lên nước đi nhà anh chơi nha. Dạ vâng. Đó, lên nước nhà luôn chứ không? Sao nói mà hỏi thôi là cái giờ ví dụ mà đến với nhau được cái hôn rồi nhà gái có chuyện đi tao ở luôn nè. Và nếu mà mình quen tiếp á, em có chịu đàn lòng về ở dưới Đông ở Gia không? Ừ, dạ được ạ. Nhưng mà em cũng không ngại là tại vì em không có dọn nấu ăn á. Việc bếp nút em rất là... Cái đó mình mua được. Đi qua quán em. Đó, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nếu như mà em dọn nấu ăn thì mình làm gì phụ gia đình? Dạ. Buôn bán. Dạ. Ừ, đúng không? Cái đó thì nấu được ạ. Nấu được em ơi, hỏi lúc đó là đây. Từ từ cũng nấu được, ngát lắm mà, cũng gần luôn. Không nấu ăn được rồi, từ từ cũng phải nấu được thôi. Đừng mong lo, quan trọng là hai đứa có thương nhau không thôi. Bây giờ mình hỏi đi. Giờ mình nếu mà quen nhau thì đầu năm sau mình kết hôn được không? Dạ được đấy. Giờ nếu mà con thì em muốn là con trai hay con gái xin trước tiên thì chờ với em thì con trai con gái thì cũng được đấy nè. Ở nhà trai cưới nhau xong là ai giữ tiền? Sau khi kết hôn xong thì vấn đề tài chính trong gia đình thì ai sẽ là người đóng tiền ai giữ? Ừ rồi. Đâu em lấy lại rồi. Ừ, mà nó hư rồi em cũng bán rồi bán được. Bây giờ em thấy sao rồi? Em cứ đang người lớn gì vậy rồi. Dạ anh thấy cũng vậy này. Con thân bướm rượu về hai. Lâu rồi này. Con thích hai đứa thì em thích. Rồi giờ nói với bạn gái thì anh thấy nãy giờ nói chuyện với em là anh thấy em vậy rồi anh muốn sao sao. Giờ mau biết bơi hết rồi. Nói đi. Dạ bây giờ tìm hiểu thấy quen. Dạ vâng ạ. Dạ. Rồi bây giờ ví dụ như đám cưới xong là 2 người là vợ chồng thì bạn trai hỏi nhà gái đi là bây giờ nếu mà làm vợ thì em làm được cái gì cho anh và ngược lại là anh sẽ làm người chồng như thế nào cho em muốn gì em nói đó, hai bạn trao đổi đi. Nếu mà kết hôn thì bây giờ nấu ăn không có giỏi nhưng mà em dọn dẹp nhà cửa được, buôn bán thì công việc này em cũng rất là thích. Ừ. Hiện tại thì em còn đi học nên là mười mấy bán hàng online ạ, nên là việc buôn bán thì nếu em bán hàng online thì anh viết quảng cáo cho em bán. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Rồi còn mình là một người chồng mình sẽ làm được cái gì ở trong gia đình nè, phụ vợ được cái gì nè? Dạ mình phụ vợ nói với bạn gái. Dạ phụ vợ là vấn đề nấu ăn với rửa chén bát này. Làm mình là phải anh muốn xài điện thoại con rồi được không? Mua cái đó vẫn không xài điện thoại để nuôi. Rồi đó ngon lành. Thì có kết hôn thì cái là việc đi ăn nhậu thì em không cấm nhưng mà anh có thể hạn chế hết được thay vì tuần nào cũng đi. Thế đó không phải tuần nào cũng đi, nhiều khi có những công việc ra gặp rồi nói chuyện với khách. À, dạ. Uống chút đỉnh rồi về. Dạ. Rồi mời hai bạn. Tôi lo quá trời là ông nói được luôn á. Bạn hai bạn để tay rồi không bấm. Bây giờ thoải mái chưa? Bây giờ tôi quyết định nha. Thích thì mình bảo. Nếu mình thích người này mình bảo. Không thích không mình bảo. Nhà gái cũng vậy. Nếu như cảm thấy chàng trai này là một nửa mà em đang đi tìm thì em hãy bấm ngay vào trong cái nút bấm đó. Còn nếu không thì chúng ta đừng bấm cho người khác. Các bạn sẽ quyết định sau 3 đếm có một lần. 1, 2, 3. Hết thời gian. Bấm. Nhà trai là phải bấm từ đầu rồi nè. Nhà trai là bấm từ đầu rồi. chính thức này hòa nhau đó, hòa nhau đi. Rồi cười vui vẻ, mình cười mình tươi đó, mình năng lượng lên cho cái cuộc sống mình nó vui vẻ, nó tươi, nó nhiều tiền. Ba thì con đem người yêu rồi nè, mua lại chứ tầm 3 mấy. Mua lại thôi, ai đem mua mới không nói luôn. Bây giờ nè, đặt nguồn hôn lên má coi đi nào cho ba thấy. So với giá trị nó thì cũng bình thường. Không vào được nó ngồi đó. Hao lên. Được không? Không son mặt không ai lỗi luôn rồi. Thôi ở nhà có hay cười không? Dạ có cười mà ít. Ít lắm hả? Giờ em phải làm gì đâu, Nguyễn cười nhiều lên. Nhớ về xin số điện thoại xong Nguyễn gạt. Rồi ba hỗ trợ cho hai đứa nha. Hô một tờ. Được rồi hả? Dạ. Cố gắng lợi giờ thông báo xuống dưới lòng chơi nha. Được không? Nhớ thông báo nha. Ừ. Bữa nay tôi phát hiện ra có nhiều cặp rồi kết hôn không thông báo cho chúng tôi biết, tôi buồn lắm á. Rồi, đây là phần quà dành cho các bạn đây. Gì đấy còn em anh? Cười đi, cười đi. Đây, nhận quà nè. Ngồi nói chuyện tâm sự tiếp đi nha. Đây là nước rửa tay được tiếng lao sàn giặt xả của người bán. Hồi chợ với lao bán nhiều năm nghe chỗ Tâm Bình cũng có bán á. Xuống ủng hộ. Đây là mặt nạ dưỡng da luôn tôi nghĩ mặt nạ tại Nhật Bản sẽ được gửi tặng nhà gái. Đấy là gì bán được nè. Đây là mũ bảo hiểm Rojo cũng được gửi tặng cho hai bạn. Cúi xuống chỗ này. Sai. Sẽ đòi cảnh sai. Rồi về đọc sách cho các bạn gái tặng cái dây để cho dễ quy. Đi nó sao dễ. Đây, đây là hoa của nhà trai. Hai đứa xuống dưới kia tâm sự tiếp đi. Rồi mình xin số điện thoại, xin địa chỉ, tâm sự được trước khi chia tay tôm hôn thế nữa. Yeah. Nhớ cười vui vẻ trong cái cuộc nói chuyện. Cuộc sống là phải cười, phải tươi, lúc nào cũng phải tươi thì nó mới có năng lượng, nó mới có tiền. Cười nhiều tiền nó vô nhiều nghe. Ta cười không? Ta cười đó tươi đẹp trai thấy chưa? Trời ơi, tôi nói vậy mà ông vẫn không vô. Không lo thì rung á. Rồi tôi biết cười. Đi đường này nè. Ai lại đi đường này? Rồi. Đây này nè. Ông không cười. Nhà ít cười lắm rồi đó. Đi học lắm rồi. Điêu quá. Đây là đôi đầu tiên họ là bóng nước hẹn hò luôn. Bây giờ tôi mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Mọi người đây. Ủa anh lên ra. Mời nhà gái. Em xin chào MC